Hả? Alo. Alo. Cô 38 của đề Lý Tự Trọng nha. Cho đường thẳng dê x trừ y cộng 1 bằng 0 và đường tròn c x bình cộng y bình cộng 2x trừ 4 y bằng 0. Tìm điểm M thuộc D mà qua đó, tức là qua điểm M đó, kẻ được hai tiếp tuyến đến cái đường tròn C đồng thời hợp với nhau một góc 90 độ. 60 ở đâu? Còn có đề 60. À, cái đề mà 60 là nó khó hơn cái đề 90. Thôi bây giờ giải quyết ra đây. Giải quyết qua câu này trong ba, tức là trong hai cái kiểu đó luôn. Đây, đang tưởng tượng ra trước này. Đây là cái đường tròn C. Nhìn bạn nha. Khi mà người ta nói đến cái đường tròn thì bao giờ em cũng đi tìm tâm và bán kính như này, không có cần biết người ta hỏi cái gì. Đường tròn thì đặc trưng nó là tâm và bán kính rồi. Đối với cái dạng này, tìm điểm M nằm trên đường thẳng D thì thông thường cái đường thẳng D đó nó sẽ không cắt mặt cầu, nhớ nha. Bởi vì nếu mà cắt không cắt đường tròn, nếu mà nó cắt đường tròn thì nó sẽ, nếu mà cắt đường tròn thì mình viết ngay ra cái hệ thức nãy thầy nói này, R bình bằng khoảng cách bình cộng cho AB bình chia 4. Nhưng mà thường cái loại mà tìm điểm M nằm trên đường thẳng D liên quan đến đường tròn thì nó sẽ không cắt. Mình sẽ chứng minh không cắt dễ thôi. Đó là khoảng cách từ tâm Y đến đường thẳng D sao? À, lớn hơn R. Rồi. Thế bây giờ điểm M nào đó nằm trên đường tròn, đúng không? Rồi từ điểm M, do cái đường thẳng D mà nó không cắt đường tròn, cho nên là điểm M này luôn luôn nằm bên ngoài đường tròn. Bởi vì M nằm trên đường thẳng D mà D không cắt đường tròn, cho nên chắc chắn rằng điểm M sẽ nằm ngoài đường tròn. Điều đó đảm bảo cho cái việc là từ M luôn luôn kẻ được gì? Hai tiếp tuyến đến cái đường tròn. À, luôn luôn kẻ được hai tiếp tuyến. Cho nên thầy mới nói là thường là cái trường hợp này đường thẳng D nó sẽ không cắt, để nó đảm bảo là cái việc điểm M luôn luôn kẻ được hai tiếp tuyến đến đường tròn. Chúng ta nhớ đến cái chuyện là cái định lý là từ một điểm nằm ngoài đường tròn luôn luôn kẻ được hai tiếp tuyến đến đường tròn, và đồng thời khoảng cách từ điểm M đến hai tiếp điểm sao bằng nhau. Tức là ta có, nếu mà đây là tiếp điểm này, đây là tiếp điểm này đó, tiếp điểm thì chỗ này phải vuông góc, chỗ này thì phải vuông góc, thì ở đây là B, ở đây là Q đi, thì luôn luôn ta có là MB bằng MQ, luôn luôn có. Và hơn nữa là cái đoạn MI này này sẽ vuông góc với lại BQ, bởi vì lúc này MI chính là đường chung trực của BQ. Hai này bằng nhau, hai này bằng nhau thì đây là đường chung trực chứ nữa. Thì bây giờ người ta sẽ hỏi xung quanh cái tứ giác này, người ta sẽ cho những cái giả thiết sau đây này. Có thể là cho hai tiếp tuyến này tạo với nhau góc 60 độ, có thể là cho hai tiếp tuyến này tạo với nhau một góc 90 độ,
đó. Có thể người ta cho cái diện tích của cái hình tứ giác này đó, nhưng tất cả các giả thiết đó các em dồn về cho thầy một giả thiết thôi, tức là một cái yêu cầu cuối cùng. Người ta có cho cái giả thiết là tiếp tuyến nó như thế nào thì mấy em hãy cứ đi tính cái độ dài IM bằng bao nhiêu. Tất cả các giả thiết cứ dồn về tính cho thầy độ dài IM. Người ta cho góc, người ta cho diện tích, cứ đi tính, cứ tìm cách đi tính cái thằng này. Thì chúng ta biết rồi, điểm M nằm trên đường thẳng D là mình quy cái tọa độ điểm M đó về một ẩn, gọi là tham số hóa đấy. Rồi xong rồi dựa vào cái độ dài IM, ví dụ IM bằng 5, thì ta lấy tính độ dài IM, từ đó cho nó bằng ngang 5 là mình tìm được tọa độ điểm M. Cho nên tất cả các giả thiết về hai tuyến này mấy đứa cứ dồn vào cái việc là đi tính y mà. Trong bài này người ta cho hai tiếp tuyến này sao tạ với nhau một góc là 90 độ, thì mấy đứa chịu khó tưởng tượng cái hình này giúp nha. 90 độ thì dĩ nhiên thằng này cũng là 90 độ. Vậy là hình gì? Đầu tiên là hình chữ nhật trước, hình chữ nhật trước, sau đó là hai cái cạnh kề bằng nhau nên nó trở thành hình vuông. Mà hình vuông thì cái đường chéo của hình vuông nó bằng cạnh nhân cho gì? Cạnh nhân cho, ủa, hình vuông cạnh bằng a thì đường chéo bằng gì? A căn 2, tức là cạnh nhân căn 2. Vậy thì r, đây là r biết chưa, vậy thì có phải là im là đường chéo không? Vậy IM sẽ bằng R căn 2. Vậy là tính rồi, xong rồi. Thì cái câu của mình rồi. Trình bày đi. À, khoan từ. Thêm. Bây giờ trường hợp 60 độ làm sao? Vì thấy 90 độ giải ngon quá, nhanh quá đó. Do là nãy mình nói là nếu mà góc 60 độ thì nó sẽ khó hơn là 90 độ. Nếu người ta cho hai cái tiếp tuyến này tạo với nhau một góc là 60 độ thì rất nhiều đứa khẳng định cái góc BMQ là bằng 60 độ. Đó là khẳng định sai hoàn toàn. Đây, vẽ lại cho nó dễ này. Thế thì nếu mà góc dài đường thẳng bằng 60 độ, đây nè, góc dài đường thẳng bằng 60 độ, vậy thì góc BMQ có thể bằng 60 hoặc có thể bằng 120. Nếu mà nó nằm ở vị trí như thế này là 120. Cho nên là ai khẳng định là góc đó bằng 60 là coi như là bị sai hoàn toàn, là mất nửa số điểm đó. Cho nên đó là lý do mà nó góc 60 nó sẽ khó hơn góc 90. 90 độ thì không sợ, bởi vì 90 độ thì nó chỉ có thể một trường hợp là góc này bằng 90 thôi, không có trường hợp thứ hai. Thế bây giờ nếu mà góc đây, vậy trường hợp thứ nhất, nếu mà góc BMQ bằng 60, BMQ bằng 60 thì mình cũng chỉ tập trung đi tính độ dài IM cho này. Đi tính IM. IM. Nó dễ gì đó. Đây. Góc này bằng 60 thì góc này bằng 30. Trong tam giác vuông tìm sin, lấy đổi chia huyền là ý IM, mà sin 30 độ là bằng 1/2. Như vậy là từ đó suy ra là IM bằng bao nhiêu? 2 lần r.
Nè con nè, nè như vậy. Đi chọn nè. Nè, nè, nè. Thôi, thôi, thôi. Ủa mà im bằng R nhân 2 thì R biết rồi. Hả? Trong trường hợp mà 90 độ thì không đẹp 45. Cho nên là im bằng R căn 2. Còn bây giờ trong trường hợp mà thứ hai là trường hợp góc này bằng 120. Trường hợp 2 góc M góc B M Q bằng 120 thì một nửa nó chỗ này là 60. Thì lúc đó là chỗ này là sin 60. Rồi chỗ này là bằng căn 3/2. Thì lúc đó là IM sẽ bằng là căn 3/2 thì nhân chiếu lên là bằng 2R chia căn 3. Thì nói chung là tính được IM. Chỉ cái điều là góc 60 độ thì mình phải giải hai trường hợp. Còn góc 90 độ thì nó dễ hơn, nó giảm một trường hợp thôi. Được chưa? Cái khó hơn nữa là cho diện tích, chứ nó không cho hình gì. Cho diện tích nó sẽ khó hơn. Anh về suy nghĩ sau có thể năm nay ra. Rồi trình bày mau. Vợ dạy con thơ chờ dưới nhà rồi. Bây giờ cái gì? Gì sợ? Trình bày ra. Nó nói là đường tròn thì phải có gì? À, đường tròn có một cái tấm. Là bao nhiêu? Đọc. 1 - 1 chứ. 2. Bán kính R bằng căn 5. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh rằng cái đường thẳng D đó sẽ nằm ngoài đường không cắt đường tròn. Bằng cách là đi tính cho thầy khoảng cách từ tâm Y đến gì? Đến D. Y là -1, 2. Như vậy là chỉ tuyệt đối này. -1 - 2 cộng 1 chia căn 2. Như vậy bằng nhiêu? Căn 2. Rõ ràng nó nhỏ hơn như là, đúng không? Ủa, mà nó nhỏ hơn là nó cắt rồi. Không sao đi. Sao sai? Nhỏ hơn thì đi mờ làm gì? Tức là đường thẳng D mà nó không cắt thì luôn luôn mọi điểm M nằm trên D luôn luôn kể được tiếp tiến thôi. Còn mà đường thẳng D mà cắt thì vẫn có điểm M, có sao đâu. Tôi nói thường là đường thẳng D không cắt, lỡ cắt thôi. Suy ra đường thẳng D cắt đường tròn C tại hai điểm phân biệt. Ồ, đúng rồi, hai điểm không biết. Rồi. Thế bây giờ Y, điểm M, ngang, thuộc D. Bây giờ tham số hóa nè. Tham số hóa. Hoành độ mình đặt là M đi. Hoành độ của điểm M mình đặt là M. Thì tung độ là bao nhiêu? M, đây là M rồi này. Thì Y sẽ là bằng M cộng 1. Đúng không? Được chưa? Thế bây giờ vì cái từ M kể được hai tiếp tuyến đến đường tròn C sao cho góc tạo bởi hai tiếp tuyến bằng 90 độ nên ta có góc BMQ bằng 90 độ.
mở ngoặc ra, trong đó B và Quy là hai tiếp điểm, là hai tiếp điểm. B và Quy là hai tiếp điểm. Hệ chăm bữa nay coi chừng nha. Hiểu chưa? Chưa ổn đâu. Bực mình rồi đấy. Rồi rồi rồi. Vì góc này bằng 90. Hai này là tiếp điểm nha, hai góc này vuông. Rồi suy ra tứ giác Y B M Quy là, nhớ có vị hình nha, là hình gì? Hình vuông. Thật ra thì không suy ra là hình vuông, mà suy ra góc này bằng 45 độ cũng được, là mình dùng sin. Suy ra hình vuông thì nó nhanh hơn. Do đó IM là đường chéo, thì IM bằng R căn 2, mà R là căn 5 nhân căn 2 nó là căn 10. Được chưa? Rồi tính độ dài IM đi. Có Y rồi, có M rồi, M đây nè. Vậy IM là bằng căn bậc 2, lấy M trừ Y tất cả bình. Vậy là M cộng 1 bình cộng với M cộng 1 mà trừ 2 là M trừ 1 bình bằng căn 10, đúng không? Thôi chuyển ra giùm. 2M bình cộng 2 bằng, bên này là 10. Ôi số quá đẹp. 2M bình bằng 8. Vậy M bình bằng 4. Vậy ra M bằng cộng trừ 2. Sao mày? À thế vào nữa chứ hả? Với M bằng 2 thì thầy được cái điểm M 1, có tọa độ là 2, 3. Với M bằng trừ 2 thì được điểm M 2, có tọa độ là trừ 2, trừ 1.